Baby bus. Có những phương tiện giao thông nào ở trên đường nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Hãy thử tìm lại xem. Loại xe dùng để đào đất gọi là gì nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Loại phương tiện giao thông nào đi trên đường sắt nhỉ? Loại phương tiện giao thông nào đi được trên biển nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Loại phương tiện giao thông nào có thể bay được trên trời nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Wow, bạn vừa nhận được thêm một nhãn dán mới. Kiki bị ướt rồi, hãy giúp Kiki nào. Hãy thử tìm lại xem. Chán của Miu Miu bị thương rồi, làm sao đây? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Miu Miu bị đau bụng nên phải ăn cái gì bây giờ nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Fifi không biết bơi, hãy giúp bạn ấy. Hãy thử tìm lại xem. Miu Miu bảo bị lạnh, phải làm sao đây? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Hãy thử lại nếu bạn muốn nhận thêm một nhãn dán nữa. Mèo thích ăn món gì nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Đừng vội thất vọng, hãy thử lại một lần nữa nào. Mèo thích ăn món gì nhỉ? Chó thích ăn món gì nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Thỏ thích ăn món gì nhỉ? Hãy thử tìm lại xem.
Cừu thích ăn món gì nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Kỳ thích ăn món gì nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Nếu muốn nhận thêm nhiều nhãn dán khác thì bạn hãy thử vượt qua thật nhiều chướng ngại vật. Khi muốn tập thể dục. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Hãy thử tìm lại xem. Miu Miu định ăn thịt bò bít tết, bạn ấy phải dùng cái gì để ăn nhỉ? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Răng của Kiki bẩn quá, hãy giúp bạn ấy. Hãy thử tìm lại xem. Khi nói rằng muốn uống sữa, phải làm sao đây? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Sàn nhà bẩn quá, hãy giúp Kiki lau dọn sạch sẽ nào. Hãy thử tìm lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Nếu muốn nhận thêm nhiều nhãn dán khác thì bạn hãy thử vượt qua thật nhiều chướng ngại vật. Đuôi của ngựa vằn trông thế nào nhỉ? Voi con bị mất đuôi rồi. Bạn có thể tìm giúp voi con được không? Hãy thử tìm lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Đuôi của cáo trông thế nào nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Đuôi của báo gấm trông thế nào nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Sọc bị mất đuôi rồi, bạn có thể tìm giúp bạn ấy được không? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Hãy thử tìm lại xem. Nếu muốn nhận thêm nhiều nhãn dán khác thì bạn hãy thử vượt qua thật nhiều chướng ngại vật. Mũ cảnh sát của Kiki bị mất rồi, hãy tìm giúp bạn ấy. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Ông già Noel cưỡi cái gì để đi phát quà nhỉ? Hãy thử tìm lại xem.
Lừa lừa, hãy giật lừa nào. Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Bác sĩ Kiki khám bệnh bằng cái gì nhỉ? Hãy thử tìm lại xem. Khi phải nấu ăn bằng cái gì? Sai rồi, hãy thử nghĩ lại xem. Bạn giỏi quá, thành công rồi. Oh,